Vâng. Cái gì? Xoay son đi vào đúng không? Vâng, và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong kèo solo random. Và trận đấu này chim sẽ được cầm Greg rồi. Nhưng Sen Long cũng chả khá khẩm hơn với bài cầm choi son của mình. Nhiều khả năng chim sẻ đỡ châu phù. Và gặp một bài Sen Long sẽ lại chuyển cung Nga một áo. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với cái đầu quái của game thủ Sen Long ở trong trận đấu này. Vâng, và chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy game thủ chim sẻ nắng. Và vẫn là một món ăn quen thuộc dành cho thần đồng sinh năm 1996 của chúng ta. Vẫn là những con voi. Và sẽ quanh quẩn đâu đây một bầy hươu đầu, một cánh rừng. Vàng chưa thấy. À không, vàng thấy rồi. Ra cái đủ đồ luôn. Sen Long ngày hôm nay hơi đen. Vâng, nhìn cái bài Maxi vào đấy thì đúng thật. Nhìn đã thấy chối rồi. Và đấy thì cầm cái gì thì cầm cũng thua cả thôi. Bầy heo đầu 4 con, chúng ta có thấy rằng chim sẻ anh đang triển khai rất nhanh về với nhà chính nhà của mình. Cực tốt. Một bài đôi voi bãi quả bầy heo 4. Chả còn gì đẹp hơn nữa rồi. Gỗ đầu không quá xa. Thôi, lại còn không chết dân nữa. Như vậy kèo vẫn hơi nhỉnh hơn dành cho chim sẻ. Nhỉnh hơn nếu như game thủ Sen Long trận này nhà xấu, còn nếu như Sen Long nhà đẹp cũng chưa biết đâu được. Bởi vì solo kèo choi son Greg thì theo đánh giá chủ quan của tôi thì choi son có được lợi thế nhỉnh hơn ở trong những tình huống đầu tiên, do có phù thủy rẻ. Phù thủy của choi son chỉ có 85 vàng thôi. Chính vì thế mà việc mà choi son sóc phù thủy nó sẽ dễ dàng hơn so với việc Greg sóc phù thủy. Trận thi đấu này chim sẻ lại có đến 3 voi, một bầy hươu 4. Bài này là một bài siêu khỏe rồi. Với phong cách của chim sẻ thì nhiều khả năng đây sẽ là bài 25 dân, chứ không phải là 23 dân. Đúng là như thế, chim sẻ đã đóng thêm một chiếc nhà be nữa. Và anh đã giảm một thằng nông dân trong nhà chính đi. Và để nếu mà để nguyên như này, chim sẻ không giảm dân, không sóc thêm dân thì anh sẽ đánh một bài 25 dân. Một phong cách quen thuộc của thần đồng chim sẻ đi nắng. Một khởi đầu hoàn hảo ở trong kèo solo random. Và chim sẻ nắng lại đang có lợi thế rất lớn ở trong trận thi đấu thứ hai này. Kích đời 7:30 với 25 dân. Thế như vậy là anh chỉ chậm hơn so với Sen có 5 giây thôi. Sen Long sẽ lại rất bất ngờ. Vì anh cứ ngỡ rằng choi son đang solo với Sen, nhưng mà xem 7:30 kích đời thì đánh Sen cũng chỉ vậy thôi. Đánh Sen cũng có phải là trận nào cũng chuẩn là 7:25 kích được đời đâu. 25 dân cộng 1 là 9:50 so với chuẩn Sen. Nhưng bài này tầm 10 tròn thì cũng là quá chuẩn rồi. Tôi nghĩ cũng chả cần phải biểu diễn nhiều dành cho chim sẻ nữa. Nếu như Sen Long lên đời muộn thì có lẽ rằng chỉ cần một con giò và hai con chém là có thể kết thúc được Sen Long rồi. Nhưng nếu như Sen Long lên đời chậm hơn chim sẻ không quá nhiều thì có lẽ trận đấu này cũng sẽ lại phải giằng co. Bởi vì khi mà xây xong phù thủy thì lúc đấy các game thủ sẽ lại phải có nhiều phương án khác nhau để có thể hạ gục được đối phương. 25 dân là số dân đến từ game thủ chim sẻ nắng. Cắt dân ra ăn vàng, một bãi vàng đẹp. Bãi gỗ đầu cũng là một bãi gỗ siêu đẹp dành cho chim sẻ. Đóng nhà bên
bò bê cạnh bãi đá không? Hay thôi, chả cần đâu. Không, vẫn bò rất giống ý tôi. Nâng cái gì? Vẫn nâng giáp. Không phải nâng chặt gỗ hoặc nâng bổ vàng. Nói rằng đây sẽ một bài mà chim sẻ cũng sẽ hai lời đều. Là sóc một phê. Không, anh cũng bắt đầu nâng bổ vàng rồi. Con giò đầy đủ công giáp. Đây là một con giò mà sẽ mang lại nhiều lợi thế cho chim sẻ nếu như gặp luôn được 6 nông dân ăn hoang của Sen Long. Còn nếu như không gặp được 6 nông dân ăn hoang của Sen Long thì nói chung cũng hơi đáng tiếc một tí. Bởi vì nếu không thì để cái thực nâng giáp đấy mà nâng chặt gỗ hoặc là đào vàng sớm hơn thì tươi. Như vậy nhà Sen Long ở trong khu vực góc 9 giờ. Nhiều khả năng như thế, 9 giờ hoặc là 10 giờ. L2, bánh xe luôn. Vâng, như vậy là không sóc 2L đều à? Mà lại ưu tiên nâng bánh xe trước. Chạy con giò một vòng. Sen Long mới thấy được Sen Long lên đời. Không như vậy chim sẻ đóng 1P đúng rồi. Tôi tưởng đóng 2L bài này thì thực sự là đánh cửa trên quá. Đánh 2L bài này thì cửa trên quá. Trận này mà con giò chạy đúng hướng thì có lẽ là Sen Long bây thời điểm hiện tại anh đã quit. Sen Long lên đời xong anh vẫn đang ra dân. Sen Long lên đời xong vẫn đang ra dân. Anh đang đánh như kiểu là mình đánh sen vậy. Chim sẻ dắt phù và dắt dân lên luôn. Nông dân đã có bánh xe rồi. Có lẽ anh cũng sẽ không ngán đâu. Những bài công phù đập dân thì có lẽ đang ở Việt Nam thì chim sẻ vẫn là người đánh hay nhất. Vậy để có thể ăn được tầm 4 con dân của game thủ Sen Long. Sen Long lại đẻ dân ra và cho nông dân ra làm gỗ. Phù đen như vậy là chim như vậy là không có cửa để cho game thủ Sen Long đánh trận này nữa rồi. Anh đen quá. Anh Long ơi, anh đen quá. Con giò Sen Long bây giờ thì cũng có tí sơ mú rồi. Nhưng hết cửa dành cho cái thủ Sen Long trận đấu rồi. Làm gì còn cái cửa gì nữa. Có cái gì bắn đấy? À không phải. Chim sẻ đen nhà BE đi. Vâng. Chết đến tầm 6-7 dân rồi. Và nông dân còn chưa có bánh xe. Vớ được đúng chim sẻ lực khỏe lên đời xong. Vắt 2L và lại còn có thể nâng cấp được bánh xe nữa. Không thèm bo này. Ơ này. Anh hồn nhiên vậy nữa cả. Không, anh nâng xong bánh xe rồi anh để nó thoải mái. Đây là Sen Long hay là đây là Tiểu Bạch Long? Một phong cách đánh hơi sexy. Không bò bế gì nhiều cả. 32/48 là tham lai đến từ ái là chém dân chim sẻ à? Mất con chém. Chả mất. Rồi, mất luôn bãi vàng của Sen Long rồi. Vâng, nông dân chạy như vịt. Vâng, nông dân chạy như vịt. Bây giờ gặp phù thủy nó lại vẫy cho. Vâng, gặp phù thủy lại vẫy. Rồi, nông dân lại hóa màu rồi. Lại mất giò rồi. Ôi, phù thủy lại... Phù thủy lại còn phù đỏ nữa. Vâng, bây giờ Zidane đang ngồi ỉ ôi năn nỉ cho anh đánh nốt. Vâng, tôi cũng chịu thôi, không phải. Thực ra do Sen Long đen quá. Không, nói thẳng ra là do anh đen. Chứ anh đánh vẫn hay lắm. Nhưng mà nó đen quá. Hai trận này đều là hai trận siêu xấu. Bây giờ chim sẻ đang đánh theo một phong cách bay bổng. Đóng bê để cho đối phương không ăn được vàng. Và rất là ăn cả bãi vàng cho đối phương. Bật. Đây rồi, về gọi hội luôn. Rồi, chuẩn luôn rồi. Ôi, bo luôn bãi vàng nhà đối phương vào. Bằng những lớp nhà BE và bằng luôn chiếc nhà BS. Cho son mà không có vàng thì đúng là chỉ có đẻ cung tê ra mà bắn thôi. Vâng, đẻ ngựa giò ra để phù, để được người ta phù thì cũng hơi đau đầu. Nhưng mà thôi, đẻ cung tê cũng được. Sao lại đen thế à anh ơi? Ngày hôm nay Sen Long đen quá ấy. Vâng, nếu như vâng xem xong trận thi đấu thứ tư trong kèo đấu AC thì nhiều người đã nghĩ rằng Sen Long là người giành chiến thắng trong kèo đấu AC. Bởi vì chim sẻ đã có lợi thế trong kèo AC mà anh không tận dụng được thì anh sẽ phải trả giá. Nhưng không phải.
Chen Long anh đã có thể vượt khó trong trận thứ tư. Chen Long đã vượt khó trận thứ tư, nhưng vào trận thứ năm anh lại còn đen quá, quá quá đen. Còn nguyên một bãi vàng giữa bản đồ nữa. Nhưng mà thôi, cứ để cho Chen Long ăn đi cũng được. Thôi, Chen Long ăn ở đấy cũng được, bởi vì có ăn ở đấy cũng làm được gì nữa đâu. Ôm được 2.000 vàng vào thì cũng chỉ đẻ được một con phù một thôi. Chen Long đã chạy xuống tít, xuống tít mép bản đồ để ăn bãi quả rồi. Vâng, chim sẻ cầm Greg đánh như sen. Đánh thua sen có 5 giây thôi. Lên đời xong nâng cấp bánh xe 2.